Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì quý vị đang thưởng thức chất âm của con Amply Relative STA77 cùng với loa JBL LX44 quý vị. Quý vị thấy cái tiếng bass nó rất là mềm sâu, quý vị chép rất là chi tiết, chung lòng lòng nha. Thì STA77 là một model sản xuất tại Nhật, xuất Mỹ nha quý vị, sử dụng điện 120V. Thì em này có cái size là 50 cm nha quý vị, 50 cm ha. 48 quý vị, 48 Amstrad. Sở hữu một cái vỏ gỗ rất là đẹp nha quý vị. Vỏ gỗ. Đây. Quý vị thấy nha, tuyệt đẹp luôn ạ. Đó. Thì con này thì trong tình trạng là xuất sắc nha quý vị. Trên lưng nó có chày một số vết nhỏ xíu ở trên này ha. Đó. Nhỏ xíu thôi, không có vấn đề. Gần mặt trước hầu như là đẹp xuất sắc luôn nha quý vị. Bây giờ em sẽ test cái chức năng là AM, FM cho quý vị nha, FM nè. Rồi. FM mà nghe như đĩa về. Trong veo ha. Rồi, AM nè. Mềm ảnh hưởng và không thể nhắm mắt lại. Không thể nào mà chúng em nhận là có sách như thế nào. Đấy, hoặc là cái quá trình mà hoàn hảo mọi chức năng nha quý vị. AM, FM tất cả các chức năng hoạt động tốt. Em này có lau nét luôn ha, đầy đủ các cổng ăn chơi. Thì đây quý vị, vỏ gỗ ha, em sẽ xoay phía sau để quý vị và các bạn xem. Dây chạc của em nó nhiều quá. Rồi, thì đây là phía sau của em đó quý vị. Quý vị thấy cái miếng thép của nó còn là như mới luôn ha, như mới luôn. Đó, hai dây loa ha, dây loa, dây tín hiệu và đây là cái dây em câu lên đây là cái dây này, cái dây anten nha. Chúng ta câu vào đây, chúng ta sẽ nghe FM, MM. Đó, đánh hai cầu loa AB nha quý vị và A cộng B. 220W sử dụng điện 120V. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi, phía sau là xuất sắc luôn ha. Em này thì đánh 4 sổ thang nhưng mà tiếng nó rất là sạch quý vị, tiếng sạch. Bass trầm sâu rất là hay. Thì em sẽ tháo nội thất để quý vị và các bạn quan sát nha. Và giá của con Amply này hôm nay cực kỳ tốt quý vị. Giá con này là chỉ có 4,9 triệu thôi, 4,9 triệu thôi, mức giá cực kỳ tốt so với mức giá 6 triệu ha. Hàng bãi về, bên trong nội thất là 7 màu hết. Và con đôi loa JBL LX44 này thì đang có mức giá là 6 triệu đồng. Đẹp xuất sắc luôn nha quý vị. Đó. Rồi. Thì em sẽ tháo cái nội thất ở phía, em sẽ để phía sau clip. Quý vị hãy xem nội thất xong thì quý vị hãy đưa ra quyết định cho chính xác luôn. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Thì quý vị hãy xem em tháo nội thất xong rồi chúng ta sẽ quyết định. Rồi. Rồi đây quý vị, đây là ruột gan nội thất của con Relative STA77 nha quý vị. Ruột con này thì phải nói là cực mới luôn quý vị ơi, cực đẹp luôn. Đó. Như cái miếng này thì nó có xi 7 màu, chúng ta nhìn thấy 7 màu ha. Con này là sườn sắt nó không xi nhưng mà nó mới như vậy nha quý vị. Rất là tuyệt vời ha. Đó. Nó sử dụng tù, nó không sử dụng tù Enam mà sử dụng tù Unicorn ha quý vị, Unicorn. Đến 4 con thang. Một số thang chất âm rất là mềm mại nha, sâu lắng. Đó. Nói chung thì như vậy là quá xuất sắc rồi quý vị ha. Quá xuất sắc. Đó, còn đây nè, những cái này nó xi nữa ha. Còn này nó không xi, nó để nguyên màu nguyên bản ha. Đó, quá xuất sắc. Cực đẹp luôn. Cho quý vị xem ở phía dưới nè. Đó. Đẹp như thế này nè quý vị. Tuyệt vời chưa? Đó. Quá tuyệt vời chưa vậy ơi. Mới chắc luôn ha. Đó. Bộ gan cực kỳ mới luôn quý vị ha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.